Hello Bình, xin chào tất cả anh chị em nha. Quý anh chị em và các bạn để ý cái khu vực dân cư phát triển tại tỉnh lộ 681 này. Nơi vị trí mà cách khu đất mà em muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Ở tại đây thì đã có chợ nhỏ này, đã có cây xăng và các cái dịch vụ mua bán và trường học cấp 1. Cũng không xa lắm với cái mảnh đất mà em muốn chào đến quý vị và các bạn sau đây nha quý vị. Đây là đường tỉnh lộ 681 hướng Bắc Nam luôn quý vị nhé. Và đây là cảnh cảnh cái mảnh đất 2 hectare vườn trái cây. Trên đất thì được bác chủ trồng cho mình là 130 cây sầu riêng, trong đó có 80 cây là thu chính và khoảng 120 cây bơ đã có thu. Trên đất thì rất một bằng đẹp, bác chủ cũng có trồng thêm khoảng 600 cây cà phê ở phía dưới vườn sầu riêng để có cái nguồn thu nhập để mà lấy cái nguồn để mà phân bón cho cái sầu riêng và bơ. Đất rất bằng đẹp nha quý vị. Mỗi năm á thì bác chủ tính cái doanh thu cây sầu riêng rất là cao, nhưng năm nay á xem ra là bác chủ không có chăm được để cho cái phát đọt cùng thời điểm với ra hoa, cho nên nó là cây ưu tiên cho cái việc phát đọt trước, cho nên nó giả hết tất cả những cái trái, cho nên năm nay mất rất là mất mùa quý vị nhé. Trên đất thì có một cái ao, thì em cũng nói luôn ạ, cái đất này á, trên đất có một cái ao. Ở phía dưới đó thì có một cái dòng suối rất là lớn, nước chảy quanh năm. Thì với cái nguồn nước như thế này thì quý vị yên tâm, sẽ không bao giờ sợ khô hạn mà làm chết những cái cây tài sản của mình trên đất nha quý vị nhé. Mật độ cây rất là bằng, nguồn thu cũng rất là ok rồi quý vị ạ. Quý vị mua mảnh này chỉ chịu về chăm sóc và thu hoạch thôi quý vị nhé. Tại gần cái mảnh đất này thì cũng có nhiều cái tiện ích lân cận, như là gần đường bê tông, rồi bên cạnh đó thì nhà văn hóa này, nhà thôn, rồi trường mầm non. Trường mầm non rồi nhà thôn cũng rất là gần với cái mảnh đất của mình. Vị trí tại cái trường và cái nhà thôn văn hóa này, cách đất của mình thì nó chỉ có rơi vào khoảng 1,5 km. Và khu vực này cũng điện đài dân cư rất là phát triển, rất là đông luôn quý vị nhé. Điện là trụ chính 3 pha, rồi dân cư rất là phát triển luôn. Cây sầu riêng bác chủ trồng hai bên cái ao. Một bên được bác chủ phân ra là một bên là Ri6 và một bên là Mòn Thon Thái nha quý vị. Em xin nhắc lại cái nguồn thu của cái mảnh đất này á, chủ yếu á là sầu riêng. Nhưng mà năm nay á thì do bác chủ không có kỹ thuật nhà canh tác tốt, cho nên nó là để rụng hết trái. Cho nên nó năm nay nó rất là thất mùa luôn. Trên đất thì có 130 cây sầu riêng, trong đó có khoảng
80 cây á là thu chính thôi quý vị nhé, còn lại khoảng à 6 còn lại khoảng 70 cây á. À, em xin lỗi, còn lại khoảng 50 cây á, thì bước qua năm thứ hai, thứ ba và có những cây thì năm thứ tư. Thì bên đây cạnh đó thì còn có nguồn thu khác, đó là chính là cây bơ. Thì ở đây á, là cây bơ của bác chủ cũng là cây trưởng thành luôn. Rồi một số cây ăn trái khác như là du gia, mít thái, rồi bưởi, chôm chôm, vú sữa. Thì bây giờ em sẽ quay từ cái đường đi này, em cứ quay cái đường đi tại vị trí đất của bác chủ này. Thì để em rung xuống cái phần 1 hectare sầu riêng mà có nguồn thu ổn định cho quý cô bác anh chị được rõ hơn cái mảnh đất ở phía dưới luôn quý vị nhé. Đây, cái hình ảnh này là ở phía dưới đó là sầu riêng lớn, sầu riêng bước qua năm thứ 5, thứ 6 là nguồn thu nhập rất là ổn định rồi. Trong đó thì có 150, à, em xin lỗi, 130 cây sầu riêng, trong đó có khoảng 75-80 cây gì đó là có thu thôi. Còn lại thì năm 2, năm 3 nhé quý vị. Còn thêm là 150 cây bơ có thu luôn. Rồi 60 cây mít thái. Rồi một số cây ăn trái khác như là hiu da, rồi chôm chôm, bưởi. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn này. Tại vị trí giường này, rồi lên cái diện tích 6 sào trên này. Vâng, bây giờ thì em sẽ di chuyển cái máy đi ra cái đường, di chuyển ra đường bê tông để quý vị nắm rõ được cái con đường đi của chúng ta luôn quý vị nhé. Và cái con đường này là em bao quý vị và các bạn test trên hệ thống địa chính. Đường của mình là có trên hệ thống địa chính luôn, chứ không phải là đất không có đường trên sổ quý vị nhé. Đây, ở cái phía trên này là 6 sào này. Thì trong cái 6 sào phía trên này á, thì bác chủ đã trồng cà phê. Cà phê năm nay mới bước qua đầu năm thứ 3 thôi quý vị nhé. Còn cà phê này thì chắc cũng tầm đó thôi, bước qua năm thứ 3 thôi, chắc là hơn 2 năm một chút. Ở trên này thì bác chủ đã đang trồng chanh dây và đang thu hoạch. Thì trong 6 sào này á, bác chủ chỉ bán từ cái khu vực đất của bác chủ đây, đổ ra 6 sào, bám ra con đường đổ đá để đi hồi nãy á, hồi nãy mà em quay đó. Bác chủ trồng trên cái mảnh 6 sào này là rạc hết là cà phê rồi quý cô bác anh chị nhé. Và đã xen hết sầu riêng tơ vào trong này rồi này. Đây là cái cây sầu riêng bước qua năm thứ 2, bước qua mùa mưa thứ 2 quý vị nhé. Thì bây giờ em sẽ mời quý vị và các bạn theo em. Em sẽ quay cho quý vị cận cảnh cái con đường mà bác chủ đã rải đá mi để cho các cái phương tiện xe ra vào đến cái vườn của mình ok quý vị nhé. Đường bác chủ rải đá mi này thì xe 5 chỗ 7 chỗ ống tải và xe tải đều ra vào cái mảnh đất của mình được. Em sẽ nhắc lại là cái vị trí của cái đất này á, tòa lạc tại thôn 7 xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Thì cái giá em sẽ xin ghim lên cái tiêu đề mô tả, quý vị và các bạn vào cái tiêu đề mô tả để tham khảo cái giá mà em ghim ở trên đó. Nói chung có một cái vườn cây ăn trái mà với cái diện tiện ích được giá thuận tiện như thế này mà cái giá em ghim rất là rẻ quý vị nhé, quý vị vào tham khảo. Mật độ của cái đất thì rất là bằng. Cây cối thì bác chủ đã trồng phun với nhiều cây ăn trái khác nhau.
Trên đất á, thì có một cái nhà tạm quý vị nhé. Đây là cây bơ này trưởng thành này. Mùa này thì cũng vừa rồi bác chủ thu nhập xong rồi, cho nên hiện tại bây giờ cũng chưa có trái lại. Thì bên cạnh đó, từ cái vị trí đất ra đến đường bê tông thì ra lại đường bê tông này thì không quá 1 km thì đã có quán tạp hóa, quán xá này rất là đông đúc, và cái dịch vụ như là bida, karaoke, kho phân rồi cây xăng cũng không cách cái lô đất của mình không quá 1 km nha quý vị nhé, rất là tiện ích luôn ạ. Và đây là cái đường điện 110 này. Cách cái lô đất của mình thì cũng chỉ rơi vào khoảng 700 m thôi quý vị nhé. Dân cư thì rất là hiện hữu, rất là đông luôn. Trên đất của mình nhá, thì còn lại khoảng 400 m đường đất như thế này. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh để cho quý vị và các bạn thấy rõ cái con đường đất còn lại khoảng 400 m trên đường di chuyển vào rẫy của mình. Tuy là có đường đất nhưng mà rất là bằng, đi lại cũng rất là thuận tiện và rất là dễ, chứ không có đến nỗi là gồ ghề và dốc quý vị nhé. Chỉ chạy 400 m thôi là mình đã tiếp giáp được với con đường bê tông như thế này, một con đường bê tông dân sinh, một con đường là thông ra đường nhựa liên huyện, chứ không phải là một con đường cụt. Vâng, đấy là một con đường bê tông gắn liền với con đường đất. Vào rẫy mình chỉ có khoảng 400 m nữa thôi, 400 m đường đất thôi, còn lại là 300 m còn lại là bác chủ đã đổ đá mi như em đã từng quay cho quý vị và các bạn tham khảo rồi ạ. Và trên con đường bê tông nhân sinh này, mật độ dân cư cũng rất là cao, cho thấy sự phát triển ở nơi đây cũng rất là nổi trội. Thì từ con đường bê tông này á, di chuyển ra tỉnh lộ 681 thì đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng 4 km nữa quý vị nhé. Và ra đường tỉnh lộ 681 thì cũng giáp ranh với thị trấn Khôi Môn, thị trấn Kiến Đức rồi quý vị nhé. Vâng, một mảnh vườn rất là thuận tiện với mật độ dân cư rất là cao, khu dân cư phát triển hứa hẹn nhiều cái tiềm năng ở khu vực này rồi quý vị ạ. Thì ở đây á, cũng rất gần với một ngôi chùa rất là linh thiêng, thì em sẽ vẽ lên cái ngôi chùa này. Hàng năm bà con hay đến đây thắp nhang cho Phật ạ. À.